Đó. Rồi nó bự kìa. Hả? Còn con nữa, còn con nữa. Đem dài xuống. Còn con nữa. Câu vô cho đã. Rồi chở đi mọi người ơi. Đây là một chuyến đầu tiên. Chuyến đầu tiên nha. Chuyến đầu tiên nha. Dạ. Rồi, cho Đạt Nguyễn chào, xin chào cả nhà nha. Hôm nay cũng gần cuối năm rồi, đi tháo mấy cái ao, có ao của chú Bích nè. Lọt này vậy. Tháo ao của chú Bích đặng đi ăn Tết. Đó, bây giờ mấy chú nó cạn rồi nè. Trời ơi, trời cá dữ vậy trời. Trời ơi cá kìa. Cá quá trời luôn cả nhà. Đây là cái ao của chú Minh. Là chú Minh hả? Chuẩn bị giờ lưới dỗ là dữ lắm nha. Rồi tiến hành xử lý cái ao. Nhiều ao chứ là phải nhiều ao. Để xử lý nhiều ao chứ phải một cái ao nữa. Dỗ đúng không? Hai chạy mình chuẩn nhảy. Đó. Quá trời cá. Cá hết con cá luôn. Cá còn hành nó hết luôn. Cá còn hành nó hết. Hết mọi cá luôn. Cá hành nó hết. Ôi. 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 Ông này tưởng là con dữ hơn. Ai? Cú hả? Cú ra, ông tưởng nó chưa cạn đó. Tối không có nhậu mà. Cái quá dữ vô trọng nó thúc, nó nhìn cá là phải trả cho nó. Cái này cái gì đó? Nhão. Chép. Tôi mới giật nó rồi. Giờ bỏ đâu? Có là hai cái nữa. Xuống cá dưới nào cũng như này. Ngát nè. Ngát đâu? Hớt. Đúng rồi. Hớt đổ vô cái này vô. Lên đây nè. Hớt đổ vô thùng nha. Đấy, lên đây nè, chút nó dòm cá đi. Lên đây nè. Không lên đây dòm, nó sẽ chạy lên chiếc kia. Con cạn nè.
cơm mà cá mà. Bữa xấu quá, có tôm dài không? Có hết vô trong ấy đi. Trời trong ơi, trong trong vạc nè. Xả gì xả đu hơi vậy? Có còn cá ngát. Chút chút còn cá ngát cho trước đi. Để đâu thấy nữa á. Cá ngát ra đi. Hôm nay nguy hiểm lắm. Ôi, hay quá. Cá ngát nhảy ra là được rồi. Thả xong luôn. Thả xong ăn cá là thả. Rồi bây giờ đút cái vạc ngay là tay con nè. Giờ thì có chết không? Rồi được rồi, nắm cái đuôi đằng kia. Đúng rồi đó, hay quá. Đó, vô từ. Từ từ. Nhỏ không ha, chém nhỏ không à. Này khoảng để năm sau á. Năm sau tháo thứ gì chịu nổi. Đúng rồi. Đâu? Thì. Trời ơi, sao này nhóc vậy? Bớt đi. Giữa. Rồi cho luôn đi. Nhảy ra ngoài sao? Cá. Sao vậy à? Để đem sao đâu? Nhảy mấy con của Phi này nhảy nè. Trời ơi, thả bớt. Đây. Có cái vỏ cặp lên. Thấy rồi. Mày không nói cho mày. Nói gì thở không nổi mà nói. Thì mày nói đi. Thở lớn lớn chút. Không nổi rồi đó. Một thằng đấy. Về lấy xong cháu quá. Hả? Nè. Cái đó đổ qua vỗ kia khoan. Vậy sao chở hết rồi. Chưa đây. Hai cái. Rồi tắt đi. Rồi cả nhà ơi, chuẩn bị ao thứ hai nha. Đó, lát còn quay ao thứ hai cá nhiều mình quay cho người xem nha. Dạ. Mà đâu? Bắt cá mà bỏ ông thùng nữa ghét. Tình hình nó dồn qua ao thứ ba quá các bạn. Không có thì qua ao thứ tư luôn hả? Cá gì nó nuôi ruộng mẹ nó nuôi dưới đất không có rồi. Ba sắp nữa. Đây này. Không có chém nhà mấy kia. Nè, nó nè. Đó nó. Đâu? Chạy. Đó. Hết hồn rồi. Nó ra nó lại ghê nó lại đưa dạy nó đưa máy lại qua cái ghê nó lại lên ghe mấy ký á năm chục ký không phải luôn ba ký nó phải ba ký đó thủ nó chạy à cái này ngon nè. Lên đây thủ đây. Lên đây. Trời ơi. Ơi. Đừng đụng đây. Rồi. Cận cảnh cái chẻ này. Rồi. Hai con. Xin này.
nè, nó nè, nó mệt rồi, nó mệt rồi. Cỡ nào? Mày cỡ nào? Đi rồi. Nước lạ chả sao á. Chú đưa con vợ chú. Cái nhà nó nè. Đừng làm đường sao bắt. Đưa con vợ. Hai. Nó sao? Có chân, có chân, có chân. Đây đưa con quăng thả 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 quá đây. Em đây, em đây. Có chân. Thả thả đi. Chú có đang đi đi đâu không? Đâu á? Để dành câu. Rồi nó bự. Hả? Nó bự kìa. Hả? Qua kia. Còn con nữa, còn con nữa. Để đem dần xuống. Còn con nữa. Xử lý con này cho. Chú ơi. Đây. Tinh cái giảm mới vừa vậy. Nè nè Minh. Ừ. Nào xong đi hốt chứ sao. Con đứt tay rồi. Tay rồi. Đây là 3 tiếng mấy rồi. Đó con. Con là 3 tiếng mấy. Con là 3 tiếng mấy 4 tiếng. Cua là cua. Trời ơi, tôi giàu rồi, có bao bài cũng đỡ hơn. Nghe hả? Hay à. Nghe ngận. Gửi chung thôi. Cắn ra. Mở nữa mà. Rồi, lõm ngã rồi. Ui. Quay lại cho này. Để cái con đây. Sao? Thấy nha mọi người. Cái khủng lồ. Nào đây, à, đây 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 là ao thứ hai. Ở bên chợ có không? Đây là ao thứ hai các bạn ơi ha. Ôi, bây giờ giữa đây trước nè. Giữa giờ nó trước. Khẩu ra lửa luôn mà, lửa 3 cân luôn hay gì mà. Phải giữa đây, giữa đây lửa mới lửa được chứ. Điện thoại cầm bỏ túi giùm cái điện thoại cái này. Đây đây. Quay mà phải nói là tháo 2 ao được 2 tấn cá. Nó nhảy vậy. Ờ. À. Bắt được một con cá điều hồng bự lên. Nè.
ông nói ông xích cái gì mà hết cái mắt cá. Cái này phải tụt xuống rồi đưa đây cho nó ngậm. Nhìn thấy không? Đánh ngang hơi hả? Gì nữa? Còn như con cái con mấy con có chém ra bên kia cả. Chém bên kia cả. Chút giác con cái vỏ đó dụng luôn. Nè đây nè, cái thẻo còn nè. Ơ, hết rồi. Mà tao coi coi không được, nó đầy dốc luôn. Hơi bằng ngang hả? Ừ. Ngang mà đốt hả? Ừ, đốt. Không trời, giúp cho ấy là giúp lắm à. Xin tấm hình cái giúp, giúp cái tay giúp cái tê luôn có vậy là được. Thôi giúp mà nó hay không? Nghĩa là tự giác nó dụng luôn. Alo. Trời ơi, mổ được lắm. Ừ. Nghe. Yeah. 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 Con bà đó ngày mai bà xuống rồi, bà đó xuống vậy. Giúp lên. Lên. Chưa. Nguyên tu sĩ giỏi chứ vô áp đây nè. Trời ơi con chốt. Trời ơi đây đặt cái nè. Rồi được rồi. Ông chủ ơi, chủ ăn rồi. Chín cái gì? Cái sao cái lên? Không dây nào. Đây nè, móc nè. Đây nè, móc cái móc này kéo lên cho. Ừ, cá quá trời cá luôn. Đây nè, còn nó không? Lấy dài không? Lấy chứ. Rồi, cá này cá ao thứ ba nha mọi người. Quá là cá luôn. Cá nào, anh em là cũng nhu cầu. Ôi. Cá chén cục bá luôn kìa trời. Quá thì cá luôn, không có cua hết á ha. Không có càng. Con cua. Nó càng rồi hả? Con cua gì nhất. Còn nó chẽm. Quá trời bự. Dở lên đi. Tao quay xong rồi. Nè dò giữa giữa này không ơi, giữa cho. Giữa. Đóng đi. Để lấy cái này dỗ nè, lộn vô. Hả? Bỏ. Vô bỏ hả? Bắt cái này nữa. Có gì không? Thôi nha. Nó ngáp rồi. Bán nhiều để ăn hết cháo đó. Không. Kéo cái lồng ra chính giữa nè, đụng ông quậy đó, tôi lỏng cháo luôn á. Đừng đẹp bao. Nó bắt nó lấy cái lồng lên kia quậy lát chui lồng giáo luôn à. Còn vậy có không ơi? Hả? Có vô giáo luôn, nó chạy qua chạy lại có cái miệng đó. Hai con dưa hồng. Ồ, nó rơm quá. May mắn luôn. Hai con. Ở đây nó gần đây nó ngay vậy. Cá nãy dọn chỉnh rồi. Dọn chỉnh rồi. Không, không chạy lên cho nó. Xéo đây 25 xéo luôn hả? Xéo bảo rồi sao? Điều hồng nữa. Bây giờ có thả đây không thả, lát lên trên quậy thả trên đó. Mình thả trên giữa là lòng mình quậy hai bên, nó chạy qua chạy lại là vô giáo luôn đó. Xéo vô bác đâu mấy con cua ngoại. Con cái gì? Trời ơi, thằng nhập không? Đi chói không? Chói cho. Đây con chói cho. Công đó, công bắt thôi đó. Con đỡ rồi. Thằng thống nó đem về để người ta bưng không nổi. Dạ dạ, thằng thống chở về cho.